Kính thưa quý vị, một clip quay lại phiên tòa xét xử Dương Chí Dũng trong vụ án làm thất thoát hàng chục triệu đô la mua ụ nổi M83. Ở tại phiên tòa này thì Dương Chí Dũng đã khai việc đưa cho đại tướng Bộ trưởng Công an bây giờ là ông Trần Đại Quang với số tiền là 500.000 Mỹ kim. Clip cho thấy chủ tọa đã cắt ngang lời khai của Dương Chí Dũng ngay lập tức. Đến năm 2016 này thì Trần Đại Quang đã là chủ tịch nước, nhưng câu hỏi ai là người quay clip đó và phát tán trên mạng vẫn chưa được tìm ra. Về lý thuyết thì thưa quý vị, việc điều tra người quay clip và phán tác không có gì khó khăn, bởi giới hạn phòng xử rất là dễ khoanh vùng tìm đối tượng. Là Bộ trưởng Công an không thể nói rằng Trần Đại Quang không biết ai tung ra clip này và ý đồ là gì. Nếu như Quang biết và làm ngơ, chứng tỏ đối thủ hạ nhục Quang là một thế lực rất mạnh, và ngay cả đến giờ thì quyền lực của Quang đứng hàng thứ hai hoặc là thứ ba trong đảng cũng không làm gì được. Và tất nhiên đối thủ đã dám tung ra clip như thế thì họ cũng không ngại chuyện Quang trả thù. Khó có thể biết đối thủ đã hạ nhục Quang là ai, nhưng điều chắc chắn đó là một thế lực cực kỳ nặng ký trong nội bộ của đảng. Ở vị trí ấy, chỉ có hai nhóm có thể làm được. Nhóm thứ nhất là cơ quan an ninh do Tô Lâm cầm đầu, và nhóm thứ hai là ban tuyên giáo trung ương do Đinh Tuấn Huynh cầm đầu. Có thể là Huynh cho phát tán và Tô Lâm đồng lõa không điều tra đã khiến cho Trần Đại Quang phải nuốt nhục vào trong. Và cả hai nhóm này đều có thực lực mạnh, và cũng như Quang, tất cả đều là đàn em thân tín của Nguyễn Phú Trọng. Chính ông Trọng đã tạo ra như vậy để kiềm chế sức mạnh của các đàn em. Việc làm của ông Trọng là một nước đi lão luyện của kẻ cai trị, và tất cả những kẻ dưới quyền đều e dè nhau, sẽ dẫn đến việc ai cũng phải ra sức trung thành với lại Trọng. Để Trọng sai khiến, gì cũng phải chịu, còn hơn là Trọng nghiêng về bên kia, thì số phận của quan trường của mình sẽ bị chấm dứt. Đến bây giờ thì đã sáng rõ kẻ kế thừa chức tổng bí thư của Trọng là Đinh Thế Huynh. Một đàn em có chuyên môn lý luận như là Trọng, hơn nữa thì Huynh từng là người ra sân bay để tiếp đón Tập Cận Bình. Huynh cũng có nhiều thành tích hợp tác tuyên truyền hình ảnh tốt cho Trung Cộng. Huynh điều tiết dư luận theo hướng thân Trung, bài Mỹ rất tích cực. Lựa chọn Đinh Thế Huynh làm tổng bí thư kế cận là vừa phù hợp với lại các tiêu chí của Trọng về duy trì tính kiên định, đường lối chủ nghĩa xã hội bảo thủ, vừa hợp với lại sự lựa chọn của Trung Cộng về nhân tố thân Trung, bài Mỹ và ghét dân chủ đa nguyên, đổi mới. Để thuận lợi hơn cho Huynh, có lẽ Trọng sẽ về hưu giữa nhiệm kỳ để Huynh tiếp quản. Và nếu để đến hết đại hội 12, sang đại hội 13 mới bầu bán tổng bí thư, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ sa vào cuộc đấu khốc liệt tranh giành quyền lực. Và ở giữa nhiệm kỳ 12 này thì cuộc chuyển giao chức tổng bí thư không diễn ra, thì các phe ứng cử chức tổng bí thư ở nhiệm kỳ sau sẽ bắt đầu gây dựng phe cánh và tìm cách triệt hạ bôi bẩn nhau để giành thắng lợi ở đại hội. Với việc kém Huynh 3 tuổi thì Quang không dễ dàng bỏ qua việc chạy đua chức tổng bí thư khi cơ hội mở cho cả hai. Nhìn chung thì Huynh có lợi thế hơn là Quang mọi mặt. Thông lệ thì thường ai làm đến chủ tịch nước đều là chức cuối cùng, trong khi làm thường trực ban bí thư thì thường đi tiếp lên chức vụ cao hơn. Trần Đại Quang chỉ còn cách duy nhất là dùng ảnh hưởng của mình trên cương vị chủ tịch nước để ký những quyết định có lợi cho thu nhập của các cán bộ công an và ký quyết định phong hàm cho các tướng. Và qua đó thì nắm được ủng hộ của lực lượng này và lôi kéo được Tô Lâm về phía mình. Hứa hẹn cho Lâm kế cận chức chủ tịch nước thì Quang làm được tổng bí thư. Chỉ có thế thì Quang mới tạo được thế mạnh để đương đầu với những thuận lợi mà Đinh Thế Huynh đang có. Tuy nhiên, dường như Trần Đại Quang đã bỏ cuộc. Quang bằng lòng với là chức vụ chủ tịch nước để lo vun vén cho sân sau kiếm trác dựng dò. Và chẳng hạn như là cho tập đoàn quê hương mình, đó là Xuân Trường, Xuân Thanh, triển khai những đại dự án tâm linh ở Hồ Núi Cốc, sông Hồng trị giá nhiều ngàn tỷ, và đang tính toán cho em trai đó là Trần Quốc Tỏ, bí thư Thái Nguyên, đánh chiếm mỏ núi pháo đầy màu mỡ. Việc xây nhiều dự án tâm linh Phật giáo để kinh doanh là do họ hàng của nhà Trần Đại Quang có 7 người đi tu. Bởi thế lĩnh vực kinh doanh tôn giáo này, họ hàng của Quang rất giỏi chuyên môn. Còn riêng về quặng mỏ thì Trần Quốc Tỏ khi trước ở Ninh Bình từng tham gia kinh doanh và bảo kê cho việc buôn lậu xuất cảng quận ở cảng Kim Sơn, Ninh Bình, cũng rất am hiểu giá trị của kinh tế trong việc thu được từ quặng mỏ. Thưa quý vị, Trần Đại Quang lọt vào Bộ Chính trị và là cánh tay đắc lực của Nguyễn Phú Trọng và Trần Tấn Sang, thì em trai của Quang đó là Trần Quốc Tỏ được thăng nhanh chóng theo một quy trình tốc độ của hỏa tiễn. Và từ cương vị Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Quang nhận được từ năm 2013. Một năm sau thì Tỏ được làm Phó Bí thư của tỉnh Thái Nguyên. Một năm sau nữa làm Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên. Và con đường tiến thân theo quy trình nhảy cóc bậc thang như vậy lẽ ra cần phải làm sáng tỏ có minh bạch hay không. Thêm nữa là việc Quang dùng quyền lực chỉ đạo
để người cùng quê với mình, đó là Đoàn Duy Khương, từ một tay công an xã làm giám đốc công an Hà Nội. Khương người Nam Định, Quang là người Ninh Bình, tưởng không có họ hàng gì, nhưng thực ra thì bố của Quang là người Nam Định, sang Nam Bình ở rể và sinh ra anh em Quang. Cho đến nay thì Khương chưa làm được cái gì ở Hà Nội ngoài việc ngồi đó thu tô cho Trần Đại Quang. Ông Nguyễn Phú Trọng và những ông thầy của Trọng ở Bắc Kinh đã vẽ một lộ trình nhân sự cho Việt Nam khá rành mạch. Và với những gì đã thấy thì việc cho Quang giữ chủ tịch nước là hậu hỷ. Một cái giá tốt cho Quang đã nỗ lực đánh phá các sân sau của Nguyễn Trấn Dũng, như là vụ Bầu Kiên, như là vụ Dương Chí Dũng, và công lao lớn nhất để đánh sập hẳn Nguyễn Trấn Dũng là vụ bắt Nguyễn Xuân Sơn là chủ tịch tập đoàn dầu khí của Việt Nam. Cộng thêm những dự án đồ sộ mà gia đình sân sau của Quang đang dự định tiến hành và những chức vụ cho anh em vây cánh của Quang. Từng ấy thứ quá béo bở để Quang thấy vui lòng không còn ngó đến chức tổng bí thư sẽ dành cho Đinh Thế Huynh. Và trong bối cảnh thế giới như ngày hôm nay thì việc Trung Cộng lựa chọn cho Việt Nam một tên bảo thủ cuồng tín chủ nghĩa cộng sản sẽ thích hợp hơn việc lựa chọn một kẻ tham tiền lôi kéo anh em họ hàng tham gia kiếm trác. Thưa quý vị, một tên tham tiền có thể sẽ trùng tay khi mà ra lệnh thảm sát hàng loạt. Những tên tham tiền làm lãnh đạo chỉ gây tội ác ở mức độ nào đó. Nhưng một tên cuồng tín giáo điều thì sẵn sàng ra lệnh ấy không hề đắn đo, bởi vì việc thảm sát ấy củng cố được chủ nghĩa mà hắn tôn thờ. Hắn nghĩ sự tàn ác đó là cần thiết để mang lại một thế giới tốt đẹp. Hắn sẽ không có sự lung lay vì động cơ của mình như là những tên lãnh đạo vì tiền. Trái lại, hắn còn tự hào vì ý nghĩa tốt đẹp của động cơ ra những lệnh tàn ác vì nhân tính. Trọng và Huynh chính là những tên mang trong mình sự cuồng tín đáng sợ như vậy. Đừng tưởng sự trong sạch, lý tưởng là tốt đẹp. Nó sẽ là ác mộng cho nhân loại nếu như lý tưởng ấy là lý tưởng phản lại sự tiến bộ của loài người. Dưới cái lý tưởng ấy thì sự trong sạch cuồng tín sẽ nhân cái bạo tàn lên gấp bội thành những thảm họa diệt chủng. Và tất cả những kẻ như là Hồ Chí Minh, Hitler, Stalin và Pol Pot đều có một số chung là trong sạch và lý tưởng như vậy. Câu chuyện truy trách nhiệm quan chức Việt Nam dính líu tới việc đưa Formosa vào vũng áng, ưu đãi mọi mặt và dễ dãi về vấn đề cần thận trọng là biện pháp bảo vệ môi trường có vẻ như sắp đi tới hồi quyết liệt nhất. Sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang dọa đóng cửa Formosa nếu tái phạm, ngày 4 tháng 8, ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có phát ngôn được mô tả như tiếng nói của Đảng, cho thấy việc truy trách nhiệm đến cùng những ai dính líu tới Formosa đang diễn ra. Nói theo ngôn ngữ đường phố là sắp có không ít những con dê tế thần. Báo chí do nhà nước quản lý đua nhau giật tít lớn về phát biểu lần đầu tiên trước công chúng của ông Đinh Thế Huynh liên quan đến vụ Formosa. Theo đó, truy trách nhiệm đến cùng về vai trò quản lý nhà nước trong quá trình cấp phép cho Formosa của ông Võ Kim Cự, nguyên bí thư, nguyên chủ tịch Hà Tĩnh và các bộ ngành liên quan. Lời ông Đinh Thế Huynh được sử dụng nhiều, điển hình như không thể lên báo nói mấy câu chống chế là xong, hoặc làm rõ việc 12 bộ đồng ý cấp phép 70 năm cho Formosa. Luật sư Trần Quốc Thuận, nguyên phó chủ nhiệm văn phòng Quốc hội hiện làm việc ở Sài Gòn nhận định. Đến bây giờ đó, thì dư luận cũng rộng rãi là cũng yêu cầu cần phải khởi tố vụ án. Thì khi khởi tố vụ án thì lúc đó người ta mới đi vào cái điều tra cá nhân và xác định trách nhiệm. Còn trong đó ông Vũ Kim Cự có bị xử lý hay không thì sau khi kết luận thanh kiểm tra toàn diện cái vụ Formosa, tôi nghĩ là không những là ông Vũ Kim Cự mà còn có thể liên quan đến nhiều người khác, như cái lời phát biểu trả lời báo chí của ông Vũ Kim Cự thì ông vẫn còn hồ sơ có nhiều người cùng ký trên đấy chứ không phải là một mình ông. Báo điện tử Dân Trí dùng lời ông Đinh Thế Huynh liên quan đến trách nhiệm của ông Võ Kim Cự cho phần dẫn nhập. Không thể ông lên báo nói mấy câu chống chế là xong việc, cứ để kiểm tra làm rõ. Anh nói tôi ký 12 bộ ngành đã đồng ý. Vậy thì để kiểm tra, luật quy định 50 năm nhưng đặc biệt là 70 năm, trường hợp này có đặc biệt hay không, phải có căn cứ. Ngày 4 tháng 8, 2016, trong dịp tiếp xúc cử tri Đà Nẵng, khi trả lời các câu hỏi của cử tri liên quan đến thảm họa môi trường biển, ông Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh tới việc phải giải quyết dứt điểm sự cố môi trường do Formosa gây ra. Theo lời ông, đây là một sự cố nghiêm trọng ảnh hưởng đến môi trường, không chỉ trước mắt mà còn lâu dài. Khắc phục hậu quả rất gian truân, rất vất vả. Suốt từ Vũng Áng tới Lăng Cô, biển không còn tôm cá. Theo VN Express và Dân Trí Online, ông Đinh Thế Huynh cho biết chủ trương của Đảng, Nhà nước là rà soát toàn bộ quá trình cấp phép, phê duyệt dự án với Formosa, đặc biệt là phê duyệt hệ thống xả thải
để xử lý những cá nhân vi phạm. Bên cạnh đó, cũng cần làm rõ trách nhiệm cơ quan nào đánh giá tác động môi trường, hệ thống giám sát quan trắc. Theo dõi thời sự những ngày qua, người đọc báo ghi nhận điều gọi là nhà cái cầm bài rút từng lá bài có lớp lang. Theo trình tự thời gian thì Chủ tịch nước Trần Đại Quang sau nhiều tháng im lặng không nói gì về vụ cá chết hàng loạt, đến hôm 1 tháng 8 đã răn đe Formosa nếu tái phạm sẽ đóng cửa và sẽ xử lý nghiêm bất kể ai liên quan đến sự cố Formosa. Sau ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang, ông Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đi sâu vào chi tiết hơn về trách nhiệm của ông Võ Kim Cự, nguyên Bí thư, nguyên Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh, cũng như hé lộ việc kiểm tra 12 bộ ngành có liên quan tới phê duyệt dự án Formosa, đặc biệt là hệ thống xả thải ra biển. Cùng thời gian trong 2 ngày đầu tháng 8, báo điện tử Lao động tung lên mạng 2 bài viết gây chấn động. Bài thứ nhất dẫn dắt người đọc tìm hiểu trách nhiệm của ông Nguyễn Minh Quang, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường và các giới chức cao cấp ở bộ này. Bài thứ hai, báo Lao động tiếp tục bóc tách với bài Formosa xả thải, lãnh đạo Bộ Tài nguyên Môi trường ủy nhiệm bừa và nhắm mắt ký. Liên quan đến những tín hiệu cho thấy nhà nước bật đèn xanh để truy cứu trách nhiệm các cán bộ cao cấp liên quan đến việc phê duyệt cho Formosa vào Việt Nam một cách sơ hở và dễ dãi, tiến sĩ Phạm Chí Dũng, nhà báo công dân, nhà phân tích độc lập từ Sài Gòn phát biểu. Tôi có nghe thông tin hiện nay đang lôi ra xem lại cái báo cáo đánh giá tác động môi trường của Bộ Tài nguyên Môi trường từ hồi năm 2008 cho Formosa. Và trong cái báo cáo đó như vậy là chỉ có đúng một trang là đề cập về cái vấn đề xả thải ô nhiễm và cũng nói rất là chung chung. Và dư luận cho rằng khi mà Bộ Tài nguyên Môi trường đánh giá tác động môi trường quá hời hợt như vậy thì đó là một cái động tác đã quan chức tài nguyên môi trường đã ngậm miệng ăn tiền của Formosa, dư luận cho là như vậy. Và có lẽ là hiện nay người ta cũng đang xem xét lại trách nhiệm của những quan chức về hưu như vậy. Và nếu như trong cái vụ mà Trịnh Xuân Thanh liên quan tới vụ cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng mà ông Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công Thương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng mà không quát thì tôi nghĩ là một Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường chắc chắn là sẽ cùng chung số phận với ông Võ Kim Cự trong thời gian sắp tới. Trong phóng sự điều tra vụ Formosa, trách nhiệm của nguyên Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang ở đâu của báo điện tử Lao động, tờ báo lập luận rằng ông Nguyễn Minh Quang có thể hoàn toàn vô can trong việc phê duyệt dự án Formosa vào Việt Nam năm 2008. Tuy nhiên, vấn đề cho phép siêu dự án này xả thải thẳng ra biển thay vì ra sông như giấy phép ban đầu, cũng như quá trình giám sát về những loại chất thải mà Formosa đưa ra biển lại thuộc nhiệm kỳ 5 năm của cựu Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang. Theo Lao động Online, nguyên Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang đã từ chối không trả lời về các loại giấy phép cấp cho Formosa. Tuy vậy, ông đá quả bóng trách nhiệm cho thuộc cấp lúc đó là Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến, phụ trách Tổng cục Môi trường. Cựu Thứ trưởng Bùi Cách Tuyến, người được cho là phải chịu trách nhiệm liên quan tới việc cho phép Formosa xả thải ra biển, khi trả lời báo Lao động Online lại khẳng định việc chấp thuận đưa Formosa vào Việt Nam cũng như cho dự án này xả thải ra biển là chủ trương của Ban Cán sự Đảng, trong đó có nhiều người chứ không riêng mình ông, dù ông là người trực tiếp ký cho phép Formosa xả thải ra biển. Vẫn theo báo điện tử Lao động, ông Bùi Cách Tuyến là tiến sĩ ngành quản lý môi trường. Ông cho biết bản thân hiểu rõ hoàn cảnh đất nước thời kỳ đó rất cần đầu tư cũng như tác hại môi trường kèm theo. Ông tiết lộ sự thật bẽ bàng mà có thể là tình trạng đau lòng của chế độ toàn trị ở Việt Nam. Theo lời vị cựu thứ trưởng, ông không biết phải làm sao khi có nhiều chuyện ông khuyên ngăn nhưng Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang bỏ ngoài tai. Tệ hơn nữa, theo lời tiến sĩ Bùi Cách Tuyến, có sự dính líu của những nhóm lợi ích ghê gớm mà ông chỉ là một thầy giáo đại học, không dính tới những nhóm lợi ích ghê gớm đó. Theo quan điểm luật pháp, báo Lao động Online trích lời luật sư Vũ Thái Hà, chủ tịch công ty luật Yumi cho rằng người chịu trách nhiệm cao nhất là Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang, cho dù ông không ký mà ủy quyền cho người khác ký. Trong bài thứ hai, Formosa xả thải, lãnh đạo Bộ Tài nguyên Môi trường ủy nhiệm bừa và nhắm mắt ký, báo điện tử Lao động còn bật mí nhiều chuyện động trời ở Bộ Tài nguyên Môi trường. Theo đó, tiến sĩ Nguyễn Khắc Kinh, nguyên Bộ trưởng Vụ Thẩm định và Đánh giá Tác động Môi trường cho biết, tuy không tham gia hội đồng thẩm định,
nhưng được nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Mai Ái Trực nhiệm kỳ 2002-2007 ủy quyền ký bản đánh giá tác động môi trường mà bản thân ông không tham gia thẩm định. Hơn nữa, ông Kinh đã ký vào thời điểm 2 tháng trước khi nghỉ hưu. Bản đánh giá tác động môi trường một dự án đầu tư 10 tỷ đô la Mỹ với quyền sử dụng đất và mặt nước lên tới hơn 3.300 ha được ông Nguyễn Khắc Kinh ký cấp cho Phocmoza vào tháng 6-2008 chỉ vỏn vẹn 2 trang giấy đánh máy, thể hiện sự quá sơ sài và chữ ký của quan chức Việt Nam là khá dễ dãi. Báo Lao Động dẫn lời ông Nguyễn Khắc Kinh trong một cuộc hội thảo năm 2011 cho biết ở Bộ Tài nguyên Môi trường nhiều việc không bằng lòng nhưng sau cùng cũng cho qua, một phần là trình độ, sức ép về kinh tế, nhưng cơ bản là sự gửi gắm của ông to bà lớn yêu cầu châm trước cho các dự án, khuyến khích đầu tư của tỉnh nhà. Khi ông Chủ tịch nước Trần Đại Quang, rồi Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đều mạnh dạn nói với người dân là xử lý nghiêm bất kể ai liên quan đến sự cố Phocmoza, thì danh sách phải điều tra sẽ dài hơn những danh tính như cựu Bí thư, cựu Chủ tịch Hà Tĩnh Võ Kim Cự, cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Bùi Cách Tuyến, cựu Bộ trưởng Mai Ái Trực, cựu Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang. Đảng và nhà nước sẽ quyết tâm đến mức độ nào là điều cần chờ thời gian để chứng minh. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.